cái sự kiện 16 Pro, 16 Pro Max nó ra mắt á, em thấy chán nhất từ đó tới giờ. Nó không còn một chút xíu nào hào hứng từ thời iPhone 4 hay là iPhone X hay là iPhone 13 Pro Max nó xuất hiện. Cái chán đầu tiên á, nói thật luôn á, là Việt Nam mình nó đang bị bão lũ ngập lụt sập cầu các kiểu, người mất nhiều lắm. Thành ra em coi clip với một tâm trạng là chán đến nỗi mà em không coi được tới giây phút cuối cùng như mọi khi. Rất là chán. Nó xót xa, nó đau đến nỗi mà anh em mà ngồi lướt mạng tấp tấp hay là anh ngồi lướt cả ngày á, anh em khóc mà sưng mắt luôn á. Thì nói rồi, anh em cứ bớt một bữa ăn đi, hay là bớt một bữa nhậu của anh em đi, hay là cái tiền lên đời 16 Pro số mắt này nè, anh em cũng bớt lại đi. Anh em gửi một ít ra ngoài ngoài Bắc á, anh em cứu trợ. Và em vẫn khuyên là cứu trợ thì nếu mà anh em mà đi kiểu tự phát á, thì anh em giữ an toàn cho bản thân mình trước. Thì nhiều lúc mình không có công cụ nè, mình không có phương tiện nè, hay mình không có chuyên môn nghiệp vụ mình cứu hộ á, mình cứ thấy mình xót quá mình lao vào mình giúp mình cứu. Nhưng mà em nghĩ là mình nên đi với một cái đoàn nào mà người ta có chuyên môn nghiệp vụ á, mình đi theo á, mình giúp nó sẽ được hiệu quả hơn. Hoặc là đi có anh nào trong quân đội kiểu mình làm sẽ hiệu quả hơn. Mình đi tự phát người ta cũng chặn đường chặn cầu rồi, em thấy là có mấy vụ là cũng bị mất theo. Cái chuyện đó là em nghĩ là anh em nên cái giữ và an toàn bản thân mình hơn nha. Vẫn khuyên là mình có cái gì đó mình cứ góp, bởi vì khi anh em mà cứ nghĩ lại đi, mình còn sống ví dụ một tháng hay là một năm gì đó thì cái mình nghĩ là gì, đừng có nói là ngồi lướt tấp tóp hay là ngồi chơi liên quân tháng cuối đời nha. Vậy thôi, vẫn cuối cùng nghĩ xã hội thôi, vẫn lo người khác, lo gần nhất là lo gia đình, xa hơn thì lo xã hội. Rồi quay trở lại cái chán thứ nhất của em nha, em coi clip một tâm trạng cực kỳ chán, nó buồn lắm. Cái thứ hai, em không có hứng làm clip, mà cái thứ hai là cái chán là cái thông tin nó bị lách ra quá chính xác. Anh em ăn spoil ngập mồm luôn, anh em đi coi Spider-Man, anh em coi phim mà nó bị ăn spoil, nó biết hết cái nội dung phim rồi thì không còn gì bất ngờ nữa, không còn gì hào hứng nữa, không còn xíu nào hào hứng hết, biết hết. Và mà em là thằng làm phần cứng, em nhìn vô cái thiết kế me bên trong vân vân bla bla me may thôi, em cũng biết được là à cái đời tiếp theo nó sẽ thế nào. Em dự đoán từ năm ngoái rồi, nếu anh em có coi clip của em từ năm ngoái rồi là em mới dự đoán 16 rồi mắt nó thế nào rồi, dự đoán rồi chứ không phải là chưa đâu. Đó cái chán thứ hai. Cái chán thứ ba là do bản thân cái máy đúng như cái thông tin bị spoiler luôn, nó không có thay đổi cái vẹo gì hết. Đối với em nó không thay đổi gì hết. Anh em nói thay đổi đúng không? Ok, em chỉ rằng cái thay đổi cho nó cho anh em coi và coi nó có đáng để anh em mua hay không. Thứ nhất là thằng 16. 16 thì camera để quay ngang để quay cái spatial video, nó chuyển từ camera từ dọc sang ngang. Man thiết kế lại, cái đó là để em chuyên sâu sẽ review clip sau cho anh em. Cái chip A18 là cũng trên tiến trình 3 nanomet nhưng không mạnh bằng A17 Pro nha. Tiến trình 3 nanomet nhưng không mạnh bằng 7 Pro. Hiệu năng tốt hơn bởi vì nó yếu hơn, xung nhịp nó yếu hơn và GPU, cái thiết kế đồ họa, cái nhân mà chạy đồ họa của nó chỉ có 5 nhân thôi, nó không được 6 nhân ở trên A17 Pro. Thành ra mấy cái chữ A game của nó là để chơi được thôi chứ không chơi mượt nha. Và không ai chơi một cái game nặng trên điện thoại hết. Em nói thật luôn, những người bạn chuyên game thủ chơi game, bạn em và bản thân em thằng hồi xưa rất là nghiện game, em vẫn chọn trên trên PlayStation 5 hoặc Xbox hoặc là PC cấu hình nó mạnh chút xíu em mới chơi. Vì game mình chơi có một hai lần, Black Myth Wukong mà anh em nghĩ anh em chơi điện thoại chẳng hạn, anh em chơi màn hình cắm mặt cho màn hình bé bé tí mà nó hạn chế những cái hiệu ứng hình ảnh này nọ, số anh em có muốn chơi không, mà chơi hao pin chẳng tầm khoảng 2 tiếng nó nóng bỏng tay, nó tự động nó hạ xung nhịp, nó hạ độ sáng. Anh em hình dung với em không, không ai muốn chơi cái điện thoại màn hình nhỏ hết. Cái thứ hai là camera. Camera thì nó cũng kém so với 15 Pro Max nhưng mà giá cao hơn 15 Pro Max nha. 10 16 Plus, 16 Plus giá cao hơn 15 Pro Max nha, 256 GB em thấy là tới 29 triệu hay sao á. Nó còn cao hơn 15 Pro Max bản new siêu hiện giờ VN. Rồi, cái này bỏ qua, thêm một cái nút và thời lượng pin tốt nhất. Bởi vì nó tối ưu cái xung nhịp rồi tối ưu vân 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 phần mềm phần cứng vân vân thì nó sẽ cho thời lượng pin tốt nhất. Cái bản men nó kế lại ra cái kích thước pin được tăng lên mà nó cho thời lượng pin rất là cao. Ok, thêm một cái nút cảm ứng chạm này anh em có thể vuốt, anh em điều chỉnh, thay vì mỗi khi anh em bấm vô thanh menu ở trong cái menu quay phim hay camera anh em chỉnh bằng phần mềm, giờ chuyển thành nút cứng
nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì anh em chỉnh trước khi anh em quay ạ, anh em chỉnh zoom bao nhiêu, anh em chỉnh khẩu độ như vân vân, thì bây giờ chỉ là một cái nút. Có nghĩa là bây giờ cái viền máy có tới 5 nút. Hồi xưa là một gạt trung tăng giảm âm lượng mà nút nguồn. Bây giờ cái nút gạt trung nó thành action button cũng là một nút, tăng giảm âm lượng là 2 nút, nút nguồn là 4 nút và cái nút thêm nè. Đó cái nút thêm là nút camera action vậy đó, quick camera đó là 5 nút. Thì bây giờ cái sườn máy nó như cái như con nhím này. Đó, anh em đi vô rạp chiếu phim như giờ mình quên tắt nhạc chung đi, tắt rờ lại hồi đó rờ gạt trung nó tắt một phát một là được. Còn bây giờ rờ cái túi quần rờ xung quanh cái nút không biết tắt chỗ nào. Chịu thua nha. Rồi ok xong. Tới thằng 16 rồi mà. Camera 5x y chang. Camera 48M y chang. Đây nè, camera 5x photo đây nè. Rồi ok. Khẩu độ nó 24 2.4 UM, cái pixel nó 2.4 micromet nè. Đó nanomet nè, khẩu độ 1.78 nè, đó 2x photo nè, chống rung thế hệ 2 nè, có phủ chống chói vân vân nè. Đây ok. Anh em coi cái đời mà từ cái đời đây nè, 15 Pro trong đồng mắt nè. Nó cũng y chang. Cam chính y chang, cam zoom. Đúng không? 13mm focal length 1.4 thì độ dày của nó cũng y chang thôi. Cái khẩu độ ống kính nó cũng y chang thôi. Nhưng mà cái này lên quá pixel vì nó 48MP quát là đúp là gấp 4. Quát double nó khác, triple nó khác và quát nó khác. Nó là gấp 4 lần thì để sử dụng được tính năng mà 48MP này anh em phải chụp ProRes. Em hình dung không? Là một tấm hình nó rất là nặng. ProRes ultra wide camera để cho độ rõ nét hơn và độ tinh chỉnh mặt phần mềm nó sẽ nét hơn. Thế thôi. Còn khẩu độ zoom kính quang cái độ gần á mà cách tầm khoảng 1 cm 2 cm á, cái độ mà nét lấy nét của nó vẫn như nhau thôi. Chỉ có nó nét hơn thôi khi anh em chụp lên được 48MP với điều kiện phải chỉnh ProRes. Còn cam zoom 5x y chang, không khác nữa nha. Cái cam zoom 5x của 15 Pro Max và 16 Pro Max y chang nhau, không khác biệt gì hết. Ok nha. Nhưng mà thời lượng pin thì tốt hơn. Apple quảng cáo là trên dòng 16 Pro Max coi phim được 33 tiếng thì nó sẽ lâu hơn tầm khoảng 2 tiếng so với 15 Pro Max. Và 15 Pro Max lâu hơn 2 tiếng so với lại 16 nha. 16 Plus là trâu nhất. 16 Plus là trâu nhất. Nhưng mà cái pin 15 Pro Max vẫn rất tốt rồi. Và cái này nó tính giá, đánh giá trên phương diện là coi phim thôi. Nó không có đánh giá trên tất cả các phương diện là mình sử dụng hỗn hợp vừa chơi game, vừa lướt web và coi phim. Vừa mở 4G, vừa mở vệ tinh GPS định vị, bắt Grab, Uber các kiểu. Đó anh em hình dung nha. Thứ hai nữa vẫn là màn hình ProMotion độ sáng y chang. Em nghĩ là chỉ thay đổi về cái viền màn hình mỏng nhẹ hơn đây, mỏng hơn. Nha, cái viền màn hình nó mỏng hơn thì khi mà anh em va đập cái viền đã bo cong rồi, khi va đập nó sẽ dễ vào màn hình hơn. Cái điểm yếu này em đã nói rồi, trên 15 mắt thiết kế cầm bo cong rất thích tay, nhưng bù lại nó không bền bằng 14 Pro Max. Cái vỏ thép nó đưa ra như cùi chỏ, cái góc vuông nó đưa ra rất, nó đưa ra bén lắm. Thành ra anh em cầm gợn tay. Bù lại thì khi anh em rớt trên dòng này thì nó dễ vỡ hơn, 14 Pro Max nó bền hơn. Nha, có được cái này mất cái kia, cái đó là chấp nhận, nó về thiết kế em chấp nhận. Cái màn hình 6.3 6.9 inch thì em nói rồi, 15 Pro Max nó dư sức nó làm 6.3 6.9 inch nhưng mà nó không làm. Nó phải làm lệch cấu hình để làm chi, cái thằng Pro này là zoom 3x, cái thằng 15 Pro Max này là zoom 5x. Bởi vì nó không đủ chỗ nó nhét cái cam zoom vào. Nó bắt buộc nó phải làm 6.3 inch mới đủ chỗ nhét vào. Nhưng không làm, để dành năm nay mới làm. Cái chuyện này em cũng dự đoán luôn rồi, từ năm ngoái rồi. Năm nay cái camera sẽ như nhau, nó không bị lật cam nữa. Cái này cam 3x, cam thường, cái này lên cam 5x. Thế thôi. Cái thứ cái tiếp theo nè, cái cổng USB nè. Thì cái thằng 16 Plus vẫn xài cổng USB-C thế hệ cũ nha, không phải là USB 3 nha. Thành ra cái chuyện liệu nó chậm. Còn em nếu chỉ sạc thì không quan tâm nữa. Rồi có gì nó đã khoe rồi. Apple tính Apple có gì khoe đó. Đúng không? Có gì thì khoe đó. Apple Intelligent thì 15 Pro Max cũng có. Bởi vì cái này là bề mặt phần mềm. Thay vì anh em phải kích hoạt phím cứng thì bây giờ không cần nữa. Rồi ok. Rồi để em coi đây. Đây là cái 16 Pro Max nè. Nó nói là có quay phim studio á, cái audio á. Anh em quay Spatial thôi. Mà bây giờ có thêm cái thu âm nữa, thu âm âm thanh vòm nữa, nhìn cho nó dữ dội đúng không? Thì không, cái 4 mic này, mic cam trước, mic cam sau, mic chân sạc, 2 mic là y chang cho 15 Pro Max, 15 Pro Max cũng 4 mic, không khác gì luôn. Vậy thì còn khác cái gì? Khác bản main. Ok, bản main của 15 Pro Max á, thì hồi xưa á, là cái thiết kế của main em nói là không tối ưu, nó nóng bừng bừng bla bla mày mày,
nha. Thì em giờ em thấy là thiết kế cái bảng main em nhìn cái chân ốc nè, so với lại ổ sim nè, thì nó khá là to đúng không? Bây giờ qua 16 đồng mắt á, cái thông tin em black em nhận được á, đây nè, thì nó đã hẹp hơn rồi. Đó, thiết kế bảng main gọn lại thành ra nhét được cục pin lớn hơn. Rồi, cái đó là 16 đồng mắt. Cái này em sẽ review sau, cái về chuyên môn sẽ review sau. Tại bây giờ cái clip nó dài rồi, em review ngắn gọn thôi. Rồi ok xong nha. Khi mà anh em mua một cái máy, anh em muốn cái máy ở độ bền thì mừng quá, mừng quá, cái 16 đồng mắt bền hơn 15 đồng mắt. Tại vì nó thiết kế giống như là thằng 15 LED rồi, 14 14 LED rồi. Là sao? Khi mà anh em nhìn vô cái 16 đồng mắt này nè, cái màn hình nó sẽ ịn vô cái khung sườn là bằng nhôm, vẫn bọc titan ở ngoài 1mm thôi, kiểu như là sắt bọc thịt vậy đó. Cái nhôm thì nó mềm, nó nhẹ mà nó không cứng. Titan thì nó cứng nhưng mà nó nặng hơn nhôm, nó kết hợp với nhau, nó vừa có độ cứng mà nó vừa có độ nhẹ. Rồi, nhưng mà cái thiết kế đó là nó gắn một cái khung là màn hình. Bây giờ là gắn lên trong cái mặt lưng này, và cái main này cũng tựa vô cái mặt lưng này. Cái mặt có một cái miếng nhựa, cái miếng nhôm nó nằm ở giữa. Em mình dùng không? Và cái lưng nó sẽ đậy lên đây. Mà cái lưng này em chắc chắn cũng phải 99.99% luôn nha, là sẽ có miếng backplate. Backplate là miếng kim loại á. Cái miếng backplate kim loại đó mà nó gia cố mặt lưng này nó khó vỡ hơn là thằng 15 đồng mắt. 15 đồng mắt là cái miếng phía sau nó chỉ là kính thôi, nó không có bất kỳ miếng kim loại nào nó cố định hết. Chính vì vậy mà nó còn khoét thêm cái lỗ nữa. Nè anh em thấy không? Nó trơn tuột hết, nó có miếng cách nhiệt thôi. Cách điện, cách nhiệt, cách từ thôi, và nó ấn một phát một là nó lủng nó bể. Nó rất là dễ hỏng hơn, dễ bể hơn. Còn trên cái dòng này thì đã thiết kế giống như 15 LED rồi, em rất là vui. Cái chuyện này em cũng đã nói từ năm ngoái rồi, năm nay đó là. Anh em thấy không? Em nói rất thích thiết kế 15 LED là màn hình. Anh em muốn mở cái máy á, là anh em phải lật nó như nè. Đó, anh em mở cái màn hình ra. Xong mà anh em lật cái lưng, anh em mở cái lưng ra. Anh em hình dung không? Thì anh em sẽ tiếp cận được là coi màn hình và coi cái main. Còn 15 đồng mắt anh em chỉ cần mở cái màn hình nữa thôi, là anh em có thể coi được cái main bo, anh em coi zin coi dựng rồi. Còn bây giờ mới mở trước và mở sau. Rồi, cái thiết kế này rất là ok, rất là chuẩn. Em nói là rất là chuẩn, em rất là thích. Độ bền có, thời lượng pin tăng lên, chip mạnh hơn một chút, camera hơn một chút, màn hình to hơn một chút, mỏng hơn một chút. Tất cả cái một chút đó, nó chỉ đáng giá đối với em là 10-20% thôi. Có nghĩa là bây giờ cái 15 đồng mắt đang bán 29 triệu, new seal 256GB, thì cái 16 đồng mắt nó cao hơn tầm khoảng 6 triệu, và đúng nó đang bán 35 triệu. Là chuẩn, anh em update tới tầm khoảng 10-20% thôi là ok. Còn anh em mà bỏ tới mười mấy triệu, 15-20 triệu ra mua á, chỉ để là có sớm các kiểu, anh em chấp nhận cho đầu cơ nó lên giá, thì em khuyên anh em để cái tiền đấy. Năm ngoái em kêu là mua cái ghế massage cho ba mẹ đi, mình đãi một bữa King Wrap mình ăn, nhiều lúc người ta cả đời người ta còn chưa ăn được một cái món ngon mà đó người ta thích. Thì năm nay em khuyên anh em là nên gửi cái tiền cho miền Bắc đi nha, gửi cho miền Bắc đi. Mình đi cứu trợ mà, mình làm cái nhà mà nó dột á, chẳng lẽ anh em cứ để cái đất nước mình bị cái gì, anh em cứ thôi để cho nó dột, nó bị hoạn nạn cái này cái kia, mình cứ kệ, nó cũng ảnh hưởng tới mình đấy. Nó ảnh hưởng hết. Cứu trợ đi, em mới nói đơn giản thôi. Còn cái chuyện 16 đồng mắt quên đi. Bản thân em nha, 15 đồng mắt em thay pin mới và em xài. Cái cục pin xin móc máy vài lần sạc 100% nó tầm khoảng 500 ngàn thôi. Thay pin mới móc máy vào xài, xài thêm 1 năm nữa chán chê, chán rồi, lấy cục pin cũ lắp vào, cái pin cũ còn 90%, lắp vào, xong đem bán cái giá pin 90 sạc nó có 400 lần, trong khi cái cục pin kia em bào thêm được 400 lần sạc nữa, chắc cũng thêm mười mấy phần trăm pin nữa. Còn 15 đồng mắt thì thật sự luôn, cái thiết kế tản nhiệt nó hơi kém, pin nó tụt cũng hơi nhanh, nha. Thiết kế cái độ bền, cái khung sườn đó, nó cũng không có được như là thằng 16 đồng mắt. Thành ra em thấy là cũng đáng lên, chứ không phải không đáng lên, đáng lên nha. Nhưng mà lên với giá bao nhiêu, còn lên với giá cao quá thì vẫn câu hỏi cũ em sẽ lặp lại. Nếu như còn sống một tháng hay một năm anh em làm gì? Đừng nói lướt top nha, đừng có nói mua điện thoại xịn xịn về chụp hình selfie check in nha. Rồi, thế nha.